Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Sống khỏe cùng Medlatech được phát sóng vào ngày 20 tháng 12 trên kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nguy kịch vì dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh. Bệnh nhân tử vong sau 4 tháng bị chó cắn. Truyền 3 lít máu cứu người đàn ông bị 2 vết dao đâm. Bé 8 tuổi hôn mê sâu vì cúm B. Cách phòng tránh bệnh cúm mùa. Sau đây là thông tin chi tiết. Bệnh nhân nam 38 tuổi tại Quảng Ninh tái khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do tình trạng đau tức bụng kèm khó đại tiện ngày càng nặng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy kích thước khối u từ tá tràng tăng nhanh, xâm lấn tá tràng và có hạch nhỏ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u ác sau phúc mạc, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u kèm nạo vết hạch. Sau 6,5 giờ phẫu thuật căng thẳng, kíp mổ đã lấy được khối u kích thước 8 x 7,5cm và khối tá tụy. Trước đó 6 tháng, bệnh nhân phát hiện khối u sau phúc mạc kích thước nhỏ, chưa xâm lấn các tổ chức xung quanh. Nếu mổ ngay thì sẽ bóc tách u dễ dàng mà không phải cắt bỏ các bộ phận khác. Tuy nhiên, bệnh nhân không điều trị theo chỉ định mà về nhà dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc nên bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất. Khi thăm khám lại, khối u đã tăng kích thước, xâm lấn nhiều cơ quan khác trong ổ bụng, buộc phải cắt bỏ u rộng rãi kèm cắt khối tá tụy để đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất. Bệnh nhân NTI, 48 tuổi tại thành phố Biên Hòa, bị chó nhà hàng xóm cắn khoảng hơn 4 tháng trước. Vết cắn ở vị trí trên môi và dưới cánh mũi bên phải. Tình trạng vết cắn nông, chảy máu ít, không đau. Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân có thực hiện rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, nhưng sau đó chủ quan nên đã không đến cơ sở y tế khám và điều trị, cũng như không tiêm ngừa vaccine. Sau 4 tháng, bệnh nhân có các biểu hiện sợ nước, sợ gió, hốt hoảng. Sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và được chẩn đoán nghi dại. Bệnh nhân tử vong sau đó 2 ngày. Ông LVD, 57 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp thấp và hai vết thương vùng thành ngực và bụng phải do dao đâm. Bệnh nhân được các bác sĩ trực ngay lập tức thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức, chụp cắt lớp lồng ngực, bụng và chuyển thẳng lên phòng mổ. Xác định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, tiên lượng có thể tử vong ngay lập tức do tổn thương mạch máu lớn, gây mất máu ồ ạt. Vì vậy, kíp phẫu thuật ổ bụng và mạch máu, kíp gây mê được triệu tập ngay trong đêm, đồng thời liên hệ khoa huyết học, chuẩn bị sẵn sàng máu truyền. Ca mổ được diễn ra khẩn trương ngay trong đêm. Sau 2 giờ phẫu thuật với hơn 3 lít máu truyền, ca mổ cấp cứu rất phức tạp đã diễn ra thành công. Bệnh nhân hiện tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, vết mổ khô, dẫn lưu không ra máu, được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực. Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo và ăn uống được. Bé LAT, 8 tuổi, Phú Thọ, nhập viện với chẩn đoán hôn mê sâu, viêm não, màng não, cúm B, viêm phổi, kèm theo rối loạn đông máu. Trước đó 3 ngày, trẻ có biểu hiện sốt theo cơn, kèm buồn nôn, nôn nhiều và được dùng thuốc theo đơn của trạm y tế xã. Sau 3 ngày, tình trạng trẻ không cải thiện, đồng thời xuất hiện cơn giật khoảng 4 phút. Trẻ đơ mơ sau cơn giật được gia đình đưa đi cấp cứu và tiếp tục lên cơn co giật vào hôm sau. Các bác sĩ xử trí đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Sau 8 giờ được điều trị chống phù não, điều trị tăng áp lực nội sọ và thở máy, tình trạng trẻ vẫn rất xấu. Trải qua 30 phút cấp cứu, tiên lượng bệnh rất nặng. Gia đình xin cho bé về không tiếp tục điều trị. Thưa quý vị, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt so với các bệnh đường hô hấp khác. Bởi vậy, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Vừa rồi là một số thông tin y tế hữu ích gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là Thu Phương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.